eSIM trên Apple Watch, Viettel vừa chính thức ra mắt dịch vụ eSIM Viettel trên đồng hồ thông minh Apple Watch. Với dịch vụ này, chiếc đồng hồ có thể sử dụng như một điện thoại. Nhờ việc tích hợp eSIM trên Apple Watch, người dùng có thể kết nối trực tiếp với mạng viễn thông trên thiết bị mà không cần qua Bluetooth trên iPhone. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn vẫn có thể nhận được các cuộc gọi, sử dụng bản đồ để tìm kiếm đường đi, xem nhạc trực tuyến ngay trên đồng hồ thông minh Apple Watch mà không phải mang theo iPhone bên mình. Trên thế giới Viễn thông di động đang phát triển theo hướng kết nối vạn vật, thành phố thông minh, xe tự hành, khám chữa bệnh từ xa, IoT, Internet vạn vật sẽ là xu hướng chủ đạo của viễn thông công nghệ thế giới trong những năm tới. Với ESCM, đồng hồ có thể sử dụng với nhiều tính năng như điện thoại iPhone, nhận cuộc gọi, sử dụng bản đồ để tìm kiếm đường đi, phim nhạc trực tuyến.